Em Hồng Ngọc xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị. Showroom bên em có địa chỉ là 46 Việt Hưng Long Biên Hà Nội. Quý vị anh chị cân đối xem xe thì hãy liên hệ trực tiếp với em để có thể đón tiếp quý vị anh chị một cách trọn vẹn nhất. Hôm nay thì là một cuối tuần rồi thì em sẽ lên sóng cho các bác một em mèc để đi chơi phố nhá. Mà đi Tây Hồ thì chắc chắn là chuẩn bài rồi. Mèc E200 Exclusive, một chiếc xe rất là đẳng cấp. C200 quý vị anh chị nhá. Mọi người nhìn tổng quan cho em này. Em này được cái là chuẩn bài đen, nội thất kem nên là không còn gì để chê nữa rồi. Sẵn lại biển Hà Nội, biển đẹp luôn nhá. Đuôi 93, bác nào sinh năm 93 là lựa chọn chốt luôn thì cực kỳ ưng ý luôn ạ. Oddo em này đang đi là 24.500 mai quý vị anh chị nha. Đó, từng đường nét trên chiếc xe thể hiện tầm đẳng cấp của người dùng. Đúng không ạ? Mèc Exclusive thì em đánh giá là nó sẽ mang cái hương phong cách kiểu doanh nhân. Nó không quá trẻ trung, nó sẽ đĩnh đạc hơn rất là nhiều. Đúng không ạ? Dàn mâm lốp mọi người nhìn này, còn rất là dày dặn nhá. Bây giờ di chuyển đến vào phần thân xe cùng em nha. Thiết kế tông màu đen thì là một trong những cái tông màu đẳng cấp nhất của Mèc rồi. Đó, mọi người hãy cùng em di chuyển một chút về phần đuôi xe này. Thực sự là cái thiết kế của Mèc thì không có quá cần phải khen ngợi nữa. Khi mà nhìn vào nó đã toát lên một tầm phong cách nó rất là khác rồi. Chúng ta sẽ di chuyển vào phần khoang cốp của xe này nhá. Tất cả các đồ nghề trên xe này thì mọi người có thể nhìn thấy tất cả đầy đủ bộ đồ nghề. Mọi người nhìn tổng quan này đó. Bây giờ thì em sẽ mời mọi người di chuyển đến phần khoang nội thất của chiếc xe nhé. Sẽ được dán phim 3M rồi, không lo bị nóng nữa nhé. Đẳng cấp là đây chứ là đâu, đúng không ạ? Một tông màu ghế da kem siêu siêu sang chảnh. Nên em nghĩ là mọi người khi mà đi Mèc thì mọi người cũng không cần quá quan tâm về cái vấn đề vệ sinh, đúng không ạ? Vì thường nhà có trẻ nhỏ thì cũng đã không lựa chọn cái tông màu kem này rồi. Nhưng mà nếu mà nói đến Mèc và nói đến tầm sang chảnh thì hầu như mọi người sẽ lựa chọn tông màu nội thất kem nhá. Với không gian khoang nội thất thì chúng ta có rất là nhiều option trên chiếc xe này. Từ dàn loa boom master này cho đến nhớ ghế 3 vị trí. Tất tần tật các tính năng trên chiếc xe được trang bị rất đầy đủ. Và cái cảm giác khác biệt khi ngồi trên chiếc xe Mèc thì chắc chắn phải kể đến là cảm giác cách âm. Và hơn nữa là thiết kế vân gỗ thì không bị lộ vân tay, rất là hợp lý và rất là sang chảnh nhá. Đó, đồng hồ này, tất tần tật các đường nét chi tiết, chi chít các nút bấm thông minh, rèm cửa. Nói chung là không có gì để chê nếu mà nói về Mèc rồi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi vào phần khoang máy cùng em nhé. Với tầm tiền ấy, thì chiếc Mèc này thì nó rất là hợp lý với nhiều bác khách hàng đấy ạ. Bác nào cân đối thì hãy liên hệ trực tiếp với em nhé. Đương nhiên thì xe nào nó cũng sẽ có nhược điểm và ưu điểm. Đối với những xe Mèc thì chắc chắn là chi phí nó sẽ đắt đỏ hơn rồi. Nhưng mà khi mà mình đã hướng tới Mèc thì em nghĩ là những cái chi phí đấy nó không phải là quá để mình tả, đúng không ạ? Đó, và là chiếc Mèc C200 Exclusive đang có giá bán là hơn 1.3 tỷ một chút thôi. Bác nào cân đối thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Sẵn biển Hà Nội rất là tiện cho mọi người. Xin chào và gặp lại mọi người.